Thông thường các vang số, những dòng vang số tầm khoảng tầm 10 triệu gì đó thì sẽ không được tích hợp ngõ HDMI in và out. Mọi người thấy không? Cái thông số phần condenser này kia cũng được thiết kế như nhau luôn. Thì mình nghĩ đây là cũng là hai DSP giống hoàn toàn nhau luôn, cho nên là cái giao diện phần mềm đó nó cũng y hệt như nhau luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa lại chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay mình sẽ làm một clip để giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam. Đó là dòng JBL Bizong 3. Thì đây là một sản phẩm được tích hợp vang số liền công suất mọi người. Thì từ trước tới giờ các nhà hàng lớn, ví dụ như là JBL hoặc Bo, thì đây là hai nhà hàng rất là lớn mà mọi người chúng ta thường nghe tới, thì họ chưa hề sản xuất ra những dòng sản phẩm được tích hợp theo dạng All in One như thế này. Và nay họ mới chính thức gọi là cho ra những dòng sản phẩm như thế này. Vì thế cho nên nếu như những quý vị nào chúng ta muốn mua những cái đồ xịn sò của hãng mà được tích hợp theo kiểu dạng như thế này thì thị trường chưa có mọi người, cho nên chúng ta bắt buộc phải mua những cái dòng của OEM hoặc những cái dòng của đến từ Trung Quốc thì mới được sử dụng những cái dòng sản phẩm đó là tích hợp vang số liền công suất đó. Cho nên là mình nghĩ rằng là của hàng nhà hàng nổi tiếng thì chắc mọi người cũng đoán được rằng là chắc chắn là âm thanh nó sẽ hơn so với những cái hàng OEM hoặc là hàng Trung Quốc, là mọi người chắc mình nghĩ mọi người cũng sẽ nghĩ như mình. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua về thiết kế của cái dòng này. Từ trước tới giờ thì chúng ta đều sử dụng là vang số riêng rồi là cục đệ riêng thì ok, nó vẫn rất là hay mọi người. Nó chỉ khác nhau một chút là nó sẽ rườm rà thêm một xíu thôi. Đó, còn nếu như quý vị nào chúng ta muốn là nhỏ gọn rồi là không có bị chiếm đi cái diện tích vị trí đặt đồ của chúng ta thì chúng ta có thể lựa chọn những dòng sản phẩm như thế này thì nó sẽ tối ưu hơn, nó sẽ giảm bớt đi chiếm diện tích vị trí đặt thiết bị máy của mọi người. Nhu cầu của chúng ta như thế nào thì chúng ta có thể là lựa chọn dòng sản phẩm đó cho phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Còn hay thì vang số rời, cục đậy rời nó cũng sẽ rất là hay. Và còn những cái mà dòng mà tích hợp mà vang số liền công suất như thế này á thì lúc này mình đã có nói qua rồi, hàng OEM, hàng của Trung Quốc thì hầu như bên mình không có bán. Và nay JBL mới ra đời dòng này cho nên là mình mới bắt đầu là đưa về để mình trải nghiệm, rồi khi đó mình mới bán ra cho mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ nói về phía sau của cái thiết bị này. Rồi, đầu tiên mình sẽ nói về cái được tích hợp ngõ HDMI mọi người. Mình sẽ lấy một cái vang số mình để mình so sánh cho mọi người. Trước mặt mọi người đây cũng là một chiếc vang số của JBL KX180. Thông thường các vang số, những dòng vang số tầm khoảng tầm 10 triệu gì đó thì sẽ không được tích hợp ngõ HDMI in và out. Chỉ có thông thường như thế này thôi, ngõ AV và ngõ optical như thế này thôi. Đó, không được tích hợp ngõ HDMI như thế này. Và ngõ HDMI này để làm gì? Mình sẽ nói sơ qua để cho mọi người chúng ta cùng nắm luôn. Ngõ HDMI này, với trường hợp chúng ta có một cái box TV, bây giờ chúng ta muốn đưa hình ảnh lên TV, chúng ta sẽ lấy cái ngõ HDMI đó, sau đó chúng ta cắm vào ngõ in ở trên cái thiết bị này và ngõ out HDMI của thiết bị này chúng ta cắm lên TV. Thì chúng ta vừa lấy được hình ảnh và vừa lấy được âm thanh luôn. Chúng ta không cần phải cắm thêm một cái ngõ âm thanh rời, đó là cắm vào ngõ optical hoặc là ngõ AV này kia nữa, mà chúng ta sẽ lấy âm thanh từ ngõ HDMI luôn mọi người ha. Thì đây là mình thấy đây là cái lợi ích rất là hay cho mọi người khi chúng ta sử dụng, và nó sẽ cho ra một chất âm tốt hơn so với chúng ta lấy âm thanh từ AV. Rồi, thì thông thường như các thiết bị khác thì cũng được nhà hàng tích hợp một ngõ AV, VOD, rồi là BGM, rồi là cũng có một ngõ ốc, rồi ngõ sub riêng đó. Còn cái ngõ main giống như vang số á, thì nhà hàng đã tích hợp vào đây rồi, tại vì cái này nó có công suất rồi, cho nên cái ngõ main out đã được tích hợp vào phần main công suất này luôn, cho nên không cần phải biểu hiện ở trên này nữa. Rồi mình sẽ nói sơ qua về cái công suất của cái dòng sản phẩm này để mọi người nghe và xem thử là cái phù hợp và cái khả năng để mà đánh một cặp loa 3 tấc nó có ok không, hoặc 2 tấc rưỡi nó có ok không. Thì ok mọi người, thì cái này chạy bo mạch Class D và sử dụng bằng nguồn xung cho nên nó rất là nhẹ mọi người. Ví dụ như khi chúng ta muốn di chuyển qua một cái chỗ khác hoặc là chúng ta muốn rời đi đâu thì cái di chuyển của chúng ta rất là nhẹ mọi người ha. Đó. Ok, thì mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Thì nếu mọi người chúng ta muốn
tham khảo thêm thì chúng ta có thể ghé showroom bên mình để được các bạn nhân viên tư vấn một cách gọi là chi tiết hơn, hoặc chúng ta có thể là search trên trang web của hãng để chúng ta xem rõ hơn về các cái thông số của nó một cách thực tế nhất. Và bây giờ thì mình sẽ mời mọi người test thử cái âm thanh, mình sẽ hát reverb và echo để xem là cái độ mượt mà của âm thanh nó cho ra như thế nào, có giống như những cái dòng chất âm của những cái dòng hàng OM lúc trước hay không, để xem một cái thiết bị tích hợp mà vang số liền công suất của hãng JBL để họ làm ra như thế nào, có ok hay không mọi người ha. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thực tế, mình sẽ dùng ngõ HDMI để mình lấy nhạc và lấy hình ảnh luôn. Thì ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ kết nối máy tính với thiết bị Bizong 3 này, và mình sẽ mở phần mềm lên để mọi người chúng ta thấy xem là cái giao diện của nó có giống với giao diện KX180 hay không. Đây mọi người nhìn vào đây, trước mặt mọi người đây là hai phần mềm, ở trên này là phần mềm KX180 và ở dưới này là phần mềm Bizong 3. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm Bizong 3 lên. Đó. Nếu như mọi người chúng ta thường xuyên sử dụng phần mềm thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện của nó rất giống với giao diện của KX180. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi và mình sẽ mở giao diện của KX180 lên. Mình sẽ reset cho nó phẳng. Đó, mọi người thấy không? Giao diện hoàn toàn giống nhau, từ màu sắc đến các cái thông số này kia cũng y hệt như nhau. Mình sẽ mở một lúc hai phần mềm lên, mọi người chúng ta cùng thấy. Đó, mọi người thấy không? Y hệt nhau mọi người ha. Đó. Rồi mình sẽ vào cái phần main out. Mọi người thấy không? Cái thông số phần compressor này kia cũng được thiết kế như nhau luôn. Thì mình nghĩ đây là cũng là hai DSP giống hoàn toàn nhau luôn, cho nên là cái giao diện phần mềm nó cũng y hệt như nhau luôn. Rồi, và cái điều quan trọng bây giờ là mình sẽ test thử cái chất âm để xem là cái độ mượt mà cái tiếng reverb và cái tiếng mic thô của nó cho ra như thế nào. Nó có được ấm và được mượt mà như KX180 không mọi người ha. Thì mọi người chúng ta cùng nghe để chúng ta cùng trải nghiệm và chúng ta đánh giá. Rồi mọi người có thể là cho mình những cái đóng góp cho mình những một số ý kiến giới đó, để mọi người chúng ta cùng trao đổi. Rồi. Yêu em là dù là đơn phương thế thôi, sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia. Thương em là điều anh không thể ngờ, ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngàn lời chôn sâu yêu thương anh giấu đi tâm sự, mỗi khi bên cạnh nhau chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một người sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em dù không thể nói thành lời, vì dài khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muôn sao hãy thương nhớ anh, xin một mình mang hết, chỉ mong bờ mi em không vươn chút buồn và nụ cười em luôn trên. Em dù không thể nói thành lời,
dài thơ, anh thu bên trong suy tư của em. Dù muôn sao hãy thương nhớ anh, xin một mình mong hết, chỉ mong bờ mi em không vấp chút buồn và nụ cười em luôn trên bờ môi. Rồi thì mình cũng đã vừa test qua một bài hát thì mình cảm nhận được cái chất, cái reverb của nó rất giống với cái X80. Nó cho ra một chất âm rất là mượt mà và rất là ấm mọi người. Thì không biết mọi người chúng ta nghe, mọi người chúng ta có cảm nhận được hay không. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta cùng lắng nghe một cái đoạn nhạc. Mình sẽ mời một cái bài nhạc đen ha, để mọi người chúng ta nghe xem là cái áp lực với công suất đánh với cặp loa 3 tấc nó như thế nào, nó có lực hay không và nó có chiều sâu hay không. Và hiện tại thì mình chưa có mở sub đâu mọi người, mình đang chỉ là dùng một cặp loa full không thôi, để mọi người chúng ta nghe xem là cái độ sâu sub có ok hay không. Lần nào đến mới cũng tan thành mây, dài khờ mỗi khi đang bàn tay, yêu thương trao hết chi dư lại đây em gầy. Xem như em chẳng hay, nỗi buồn em giấu sau lớp màn mưa. Thương người vì biết em là người giữa hai người, còn lại gì còn nhau ngoài những lời ngon tình ta sự thương. Em không muốn nghe, mọi người. Thì clip mình đã làm xong rồi, mình chỉ nói tóm lược lại như vậy thôi và test thử chất âm như vậy thôi. Thì mọi người chúng ta có thể là đeo tai nghe vào để chúng ta cảm nhận thực tế hơn, và tốt hơn nữa thì mọi người chúng ta có thời gian, mọi người chúng ta có thể sắp xếp một xíu, chúng ta ghé vào showroom mình để mọi người chúng ta thực tế, chúng ta trải nghiệm thử cái chất âm của một dòng sản phẩm của một thương hiệu lớn mới ra như thế nào, nó có giống những cái dòng sản phẩm mà như chúng ta đã sử dụng từ trước hay không. Bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người.